Hi, did you go to school today? Hi, Hương Giang, did you go to school today? No, I don't. You don't? You have to learn online, or you don't need to learn at all? I do not understand. À, con học online hay là con không cần phải học đi học luôn ý? Con học online ạ. À, học online à? À đúng rồi cả. So where are you from? I'm from Vienna. Hai phát thành. Yes, I want to ask the province. Tỉnh nào ý? Con đến từ tỉnh nào? You're from? I'm from Hanoi City. Oh, so that's why you have to learn online. Khánh Ngọc nào, Khánh Ngọc. Where are you from? I'm from Hà Đông. Hà Đông. Oh, okay, Hà Đông, Hà Nội đúng không? Okay, Yes. that's why you have to learn online. So, what about Hương Lý and Hương Lý? Yes. So you just moved from class 4B1 or you learned both class? Con mới chuyển từ lớp 4B1 hay là con học cả hai lớp? Con học cả hai lớp. Okay, that's fine. Có một bản 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 này tên là gì nhỉ? Bản bình NT này tên là gì? Tên là gì? Vậy là Khánh Ngọc. Khánh Ngọc nhỉ? Cô bị nhầm. Ngọc Huyền, đúng rồi, Ngọc Huyền ơi. Ngọc Huyền. Dạ. Where are you from? I mean the province. Tỉnh nào ấy? Con đến từ tỉnh nào? I'm from Dry Village. Where? Okay, just wait. I have a phone call. Okay, so why there are only four I need to ask? Hi. So I think we must start with a game while waiting for others to join. Okay? Just wait.
Hey, do you see my screen? Yes. Okay. But it's like I know that you have homework, right? You have homework? Do you have homework? Các con có bài tập về nhà không? Yes. Yes. Okay, so I think okay, here, just wait. I need to share the screen. Okay, so now I will divide you into two breakout rooms. Bây giờ cô sẽ chia các con ra thành hai phòng nha. Và các con vào và thảo luận và kiểm tra xem thử bài tập của mình có đúng chưa. Và trong lúc các con thảo luận thì cô sẽ vào, được không? Okay, do you understand? Các con đều có sách rồi đúng không? Yes. No. No. Ờ, vậy thì bạn nào có sách nào ở đây, bạn nào có sách? Chỉ có Khánh Ngọc thôi à? Bạn nào có sách thì giơ tay cho cô nào. Raise your hand if you have books. Raise your hand if you have books. Oh, only Khánh Ngọc à? Vậy chỉ có Khánh Ngọc à? Vậy cô sẽ chia lại một tí. Tức nhưng không có sách nhưng mà các con đều làm bài tập về nhà rồi đúng không? Có 3 bài đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ chia bạn Ngọc và bạn Hương Ly vào một lớp và bạn Huyền và bạn Hương Giang vào một nhóm nha. Just wait, I need to sign. Bình này. Huyền. Con vẫn có sách nhưng con có phi của cái sách đấy cô. Ừ đúng rồi, các con đều có sách đúng không? Hương Ly và Hương Giang. Hương Ly, Hương Giang. Ok cô. Ok, so I will assign you. Một số em đăng ký sách nhưng mà thầy chưa gửi sách đâu nhá. Sang tuần các em sẽ có sách. Sang tuần sẽ có. Yeah, teacher. Ok, bây giờ cô đã chia vào rồi nha. Cô đã chia bạn Khánh Ngọc có sách vào một nhóm khác và bạn ôi sao có nhiều bạn unknown user này. Cô đã chia bạn Khánh Ngọc và bạn Hương Ly và bạn Hương Ly vào một nhóm và bạn Ngọc Huyền và Hương Giang vào một nhóm bởi vì là Ngọc Huyền và Khánh Ngọc có sách đúng không? Nha. Bây giờ cô đã chia các con vào các nhóm và các con phải thảo luận với nhau bằng tiếng Anh nha, bởi vì cô sẽ vào kiểm tra, ok? Con không có sách, cô ạ. Oh, vậy thì đợi cô một tí, cô sẽ vào và gửi ảnh sách cho các con. Con có. Con nào? Hương Ly có đúng không? Yes. Đúng rồi, vậy Hương Ly và Ngọc Huyền là một nhóm mà.
trở lại nhóm rồi. Từ cái bạn rồi đấy Hưng Ly. Hi. Các con đã. Ok, bây giờ cô sẽ share màn hình cái phần bài tập nha. Và cô sẽ hỏi luôn. Bởi vì là cô nghĩ là từng ấy thời gian để các con thảo luận thì đã đủ rồi nha. Ok. Window. Ok, do you see the screen? Các con có thấy hình ảnh không? Yes. Ok. Yes. So, đầu tiên nào, bạn nào làm cho cô câu 2 và câu 3 nào? Bạn nào nào làm em cho cô cái này không phải bài tập cô giao ạ. Vâng. Đây không phải là bài tập cô giao à? Vâng ạ, không phải ạ. Không. Bài... Bài này đúng không? Bài bài số 4 không? Bài số 4 đây rồi, bài số 4 đây rồi. Cô rất là xin lỗi nha. Rồi, bây giờ cô cần tất cả các bạn. Tất cả các bạn nha. Everyone please type down your answer in the chat box for me. Tất cả các bạn nha, cùng nhau đánh cái đáp án của toàn bài gửi vào phần chat cho cô nha. Yes. Okay. Do you understand? Rồi bây giờ các con đánh và gửi vào cho cô đi. Đến giờ học chưa? Cô đến giờ học chưa? Yes, we are studying. Yes. Sao con vào muộn thế? Bây giờ con đánh đáp án của phần bài 4, phần bài tập vào cho cô nha, vào phần chat. Tất cả đáp án của bài 4 vào cho cô. Do you understand? I'm đúng rồi, làm như bạn Hưng Ly này, tất cả đều đánh đáp án vào phần chat cho cô nha. Thank you.
question. Why is a potato? Bạn Hoàng Anh tắt mic nha, cho vào mồm để con. Okay, so now we will check. Okay, share lại cái màn hình. Rồi bây giờ number one Khánh Ngọc nào. Number one is sitting. To have sitting here. Chúng ta chỉ có has, playing, having, shares và have. Dịch từ đầu nha. At break time. Break time là gì? Là gì? Vào một thời gian rảnh. Nha, vào thời gian nghỉ. Ra chơi. Không được vào giờ giải lao. Ừ, thì vào giờ giải nó có nhiều nghĩa nha con. At break time thì có nghĩa là vào thời gian rảnh nè, vào thời gian mà được nghỉ này, giờ ra chơi ấy. I usually play with my friends, Beth and Alex. Khánh Ngọc nào, dịch câu này cho cô nào, Khánh Ngọc nào. Vào một thời gian rảnh, tôi thường xuyên chơi với những người bạn, Beth và Alex. Đúng rồi, dịch câu tiếp theo cho cô nào, đọc và dịch nào, đọc đi. Alex không ở trường. Alex ở trường hôm nay. Vậy rồi. Tôi chơi cùng bạn ấy. Tôi chơi cùng Beth, đúng không? Mà ở đây có to be là em thì sau này verb phải như thế nào? Verb phải thêm ing. Đúng rồi, vậy thì ở đây chúng ta dùng playing. Đúng rồi. So I'm playing with Beth, đúng không? Hôm nay tôi chơi với Beth. Rồi, câu thứ 3. We are. Ở đây cũng có to be. To be đúng không? Vậy thì sau này phải là verb thêm đuôi ing. Vậy thì câu 3 đáp án là gì nào Ngọc Huyền? Nào Ngọc Huyền? Em thưa cô, câu 3 đáp án là having. Đúng rồi. We are having fun today. Having fun là gì? Vui vẻ đúng không? Chúng tôi đã vui vẻ không? Và hôm nay. Đúng rồi. At lunch time nghĩa là gì Ngọc Huyền? Sau bữa ăn trưa. At là vào. Hey, vào bữa ăn thời gian ăn trưa. Tối. I always. Always tôi nghĩa thường. Là gì? Always nghĩa là thường xuyên ạ. Always nghĩa là luôn luôn. Usually. Cái này là thường xuyên này. Còn always này là luôn luôn. Tôi luôn luôn như thế nào? Tôi luôn luôn. Ở đây là chủ ngữ của nó là I đúng không? Vậy thì động từ đi theo nó phải là động từ như thế nào? Động từ đi theo nó phải là động từ. Động từ như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ em điền từ have ạ. Have đúng không? Cái have này đúng không? Yes. Đúng rồi, cái này là have. Bởi vì đầu tiên là have là có cái gì đúng không? Vậy thì tôi luôn có một cái sandwich và một quả táo. Và ở đây chủ ngữ là I, you, we, they. I, you, we, they. Và số nhiều là gì? Là lớn hơn hoặc là bằng hai người đúng không? Thí dụ là cô và em đang học tiếng Anh thì động từ đi sau nó là động từ để nguyên. Còn nếu như mà chỉ có cô thôi vậy thì động từ đi sau nó phải được thêm đuôi s, es hoặc là ies đúng không? Đây, nếu như đây là she thì đáp án sẽ là has đúng không? Còn nếu đây tên là Ngọc Huyền thì đáp án là has. Nhưng mà nếu Ngọc Huyền và tôi thì đáp án là have. Hiểu chưa? Rồi bây giờ bạn Hương Ly làm câu 5 cho cô nào. But there weren't any apples. Hương Ly làm câu 5 dịch câu này cho cô nào. Hương Ly, are you there? Yes. Number 5.
Con dịch câu này cho cô nào. But there weren't any apples. Nghĩa là gì? Con chưa đọc được. À, con không thấy màn hình à? Không phải con chưa biết. À, con không biết cái này đúng không? Rồi bạn nào biết bản đó dịch cho cô nghe nào, bạn nào biết không? Hương Giang nào, Hương Giang dịch câu này cho cô nào. Translate this to me. Con chưa cơ, con không biết ạ. Con không biết à? Vậy cô hỏi là there is và there are nghĩa là gì? Document. Hey, câu hỏi là con này, there is, there are nghĩa là gì? Con thưa cô là những. There is hoặc là there are nghĩa là có bao nhiêu. Đó, ví dụ như đây này, ví dụ nha. There are 3 students. Có 3 học sinh. There are 7 apples. Có 7 quả táo. Mà là there is a house. There is a car. Không? There is, there are là có bao nhiêu. Ví dụ bây giờ cô bảo là there are 3 students. Có nhìn nha. To be mà này. Để động từ to be nha. To be. Are thì đi với số nhiều. Còn is thì đi với số ít ạ. Số ít đúng không? Số ít nghĩa là một hoặc là không đếm được. Không đếm được. Đó. Còn số nhiều là lớn hơn. Lớn hơn hoặc bằng 2. Được không? Đây này, có 3 học sinh là lớn, 3 là lớn hơn 2 rồi đúng không? Vậy thì dùng are. There are 3 students. There are 7 apples. 7 là lớn hơn 2 đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 2 đúng không? Còn is là số ít. Ví dụ này, there is a house, có một căn nhà, một đúng không? Một cái xe, there is a car, đúng không? Rồi bây giờ Ngọc Huyền nào, nó không phải Ngọc Huyền mà Hương Ly nào, Hương Ly đặt cho cô một câu there is, there are nào. There are a flower. Ok, flower của con là có bao nhiêu bông hoa đó? Có bao nhiêu bông hoa? Một ạ. Một đúng không? There are a flower. Nếu như mà một bông hoa thì con dùng to be là are hay là is? Is. Đúng rồi, vậy there. There is a flower. Rồi bây giờ Hương Ly đặt cho cô một câu dùng to be là are nào. They are seven. Car. Seven cars, đúng không? Có 7 cái xe ô tô, nó là nhiều rồi đúng không? Rồi bây giờ bạn Khánh Ngọc nào, Khánh Ngọc đặt cho cô một câu này nào. Khánh Ngọc. There are 5 cars. There are 5 cars. Con có muốn dùng từ nào ngoài chữ cars không? Five birds. Okay, there are 5 birds. Good. Rồi. Bây giờ bạn Hương Giang nào, Hương Giang đặt cho cô nào. Con với cô nào. There is a computer. There is
a computer, rất là tốt, có một cái máy tính đúng không? Rồi bạn Ngọc Huyền nào, Ngọc Huyền đặt cho cô một câu nào. There is a bottle of water. There is water. Con hỏi là có nước đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi, there is water. Water nó không đếm được đúng không? Không đếm được là có bao nhiêu nước đúng không? Vậy con dùng là there is. Rồi, bây giờ bạn Hoàng Anh nào. Hoàng Anh bật mic lên nào. Hoàng Anh ơi, đặt cho cô một câu nào con. Hoàng Anh ơi, are you there? Hoàng Anh ơi. Ôi, Hoàng Anh đâu rồi nhỉ? Con bị tắt mic nên tắt hình của cô, tắt hình của con rồi đi con, không đó cô. Cô tắt hình của con lúc nào? Sao con thấy cô tắt hình? Cô nhầm ý, cô nhầm đấy. Okay, bây giờ con đã thấy câu chưa? Con đặt cho cô một câu dùng there is, there are nào. Rồi cô. Con đặt đi. Con thưa cô là There are. Có bao nhiêu cái gì nào? Có bao nhiêu cái gì? There are two dolls. Có hai cửa ở trong phòng tôi đúng không? Rất là tốt. No, three dolls in my dad in bedroom. Okay. Đây nhà con thấy there. My bedroom has one. There are three dolls in bedroom. Okay. Rồi nha. Vậy there are cùng với số này, cùng với số, cùng với danh từ, đúng không? Thì là có bao nhiêu cái gì? Nhưng mà nếu như không có thì con thêm chữ not ở sau there is, there are. Và khi đó are not thì được viết là aren't, đúng không? Còn is not thì được viết là isn't, đúng không? Thấy chưa? Are not thì viết là aren't, mà is not thì viết là isn't. Các con hiểu chưa? Vậy thì bây giờ nào, Hương Ly đặt cho cô một câu nào. Đặt cho cô một câu dùng not nào, dùng cái not này này. Hương Ly nào. Cô cho con một cái mẫu cô. Đúng rồi, thì cô bảo là there is not an apple. Không có một quả táo. There are not a teddy bear. There are not R mà. R thì là số nhiều đúng không? Số nhiều, vậy thì teddy bear này nó phải lớn hơn hoặc bằng 2 con đúng không? 7 teddy bear. Teddy bears. Đó, như vậy. Ngọc Huyền nào, đặt cho cô một câu dùng there are not, there is not nào. There are not 8 elephants. There are not 8 elephants. Đó, vậy đúng không?
Elephant đúng không? Ôi cái này bị gì thế nhỉ? Đây rồi. Ôi ơi, cái gì này? Đây nha. Khi mà đây, nhưng mà khi mà các con muốn bảo là không có một cái gì cả, đúng không? Không có một cái gì, không có đó, thì con có thể đổi cái số này thành any. Thấy chưa? Không có một con gấu nào cả, không có một con, không có một con voi nào cả, đúng không? Đây, các con đã học thì quá khứ đơn chưa? Con ơi, con ơi, các con đã học thì quá khứ đơn chưa? Con nói con mở. No. No. No, chưa học đúng không? Vậy thì câu đó không biết là đúng rồi. Is và are chuyển về quá khứ thì người ta dùng là was hoặc là were. Và khi thêm not cộng với not này thì thành là wasn't và weren't, đúng không? Nghĩa là không có. Rồi các con thấy đây không? Thấy này. But there weren't any apples. Nghĩa là nhưng mà không có một quả táo nào cả. Hiểu chưa? Cái này là không có một quả táo nào cả. Nên hôm nay, so today I'm... Bạn nào làm gì? Hương Ly nào? Hương Ly làm câu 5 cho cô nào? Tôi đang có một quả chuối. Alex thường xuyên có salad. Ờ đúng rồi. Nhưng mà năm thì con thêm chữ gì vào? Having. Having rất là tốt. Năm thì dùng having đúng không? Rồi bây giờ câu 6 nào? Câu 6. 6 thì bạn Ngọc Huyền làm cho cô nào? Alex usually has salad. Đúng rồi, has salad and biscuits. Sometimes she... Khánh Ngọc làm câu 7 cho cô nào. We has. Sometimes she shares her biscuits with us. Sometimes she... Has đúng không? Hay shares? Okay. Shares. Shares. Không phải là shares mà là shares. 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 Con nào? Shares đúng không? Shares. Shares. Rồi rất là tốt, vậy thì cô thấy các con đã học làm bài về nhà rất là tốt rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến phần này nha. Đây, time markers là đánh dấu cái thời gian đúng không? Của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Rồi bây giờ cô cần một bạn đọc lại cái thì các con về nhà đã học lại bài cũ đầy đủ chưa? Học bài cũ đầy đủ chưa các con? Rồi ạ. Hương Giang nào?
Hương Giang đọc cho cô xem cấu trúc của câu câu của present simple nào. Con thưa cô là thì hiện tại đơn thì ta giữ nguyên động từ ạ. Hiện tại đơn thì chúng ta giữ nguyên động từ à? Cái đây này, chủ ngữ này cộng với chủ ngữ cộng với cái gì nào? Cộng với verb đúng không? Verb này có thể là verb thêm đuôi ies này, es này hoặc là s này hoặc là để nguyên đúng không? Gọi là verb bear. Yeah, còn một tân ngữ. Ví dụ như là I go to school every day. Đó, mỗi ngày tôi đến trường. Đó. She goes to school every day. Cô ấy đến trường 2 lần một ngày. Chưa? Ok. Ok, đó. Đó là thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì dùng để làm gì nào? Để nói về những cái điều mà đúng ở hiện tại. Thí dụ như là con bao nhiêu tuổi này? Con học ở đâu? I'm 18 years old. I'm studying at the university. Bạn nào đang bật mic đó thì tắt mic cho cô nha, cho con nghe cô nói nha. Đúng không? Nghe cả con có hiểu không? Hiểu đúng không? Đó, tôi đến trường mỗi ngày, cô ấy đến trường 2 lần một ngày, tức là để miêu tả một sự việc mà nó lặp đi lặp lại ở trong hiện tại, đúng không? Một thói quen. Đây này, một thói quen này. Thói quen này, một... một điều mà lặp đi lặp lại này ở hiện tại này có thật này ở hiện tại này. Được chưa? Các con thấy chưa? Thấy đều đúng không? No, màn hình nó bị đơ cô ạ. Màn hình bị đơ à? Bây giờ con đã thấy chữ ở trên màn hình chưa? Yes. Thế là được rồi. Rồi, vậy thì trong cái thì hiện tại đơn này, trong cái thì hiện tại đơn này thì các con sẽ, đây này, cái này người ta gọi là dấu hiệu nhận biết. Đầu tiên là trạng từ tần suất đúng không? Như những từ này, như từ này, always, usually, sometimes, rarely, never. Các con nghe cô đọc và học theo nha. Đầu tiên, chữ đầu tiên này nghĩa là luôn luôn. Luôn. Always. Always. Luôn luôn. Always. Đúng rồi, always. Luôn luôn. Từ này là usually. 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 Thường xuyên. Này, luôn luôn, luôn luôn. Các con nhìn những cái chấm này. Nghĩa là không bao giờ, không làm cái gì cả. Luôn luôn làm cái gì. Usually là thường xuyên. Thì tần suất nó sẽ ít hơn. Always. Sometimes. Các con đọc theo cô nào. Sometimes. 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 Nó nghĩa là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng thì nó lại xảy ra ít hơn cả thường xuyên. Nó chỉ thỉnh thoảng thôi. Thí dụ như là always là 7 ngày 7 lần trên 7 ngày một tuần. Usually thì chỉ 5 ngày trên một tuần thôi. Sometimes thì chỉ 3 ngày. Đúng không? Còn rarely, rarely nghĩa là hiếm khi. Hiếm khi, yeah, rarely nghĩa là hiếm khi. Mặc dù nó nghĩa là hiếm khi nhưng mà nó vẫn xảy ra đúng không? Thì hiếm khi thì có thể là một ngày, một tuần chẳng hạn đúng không? Nhưng mà never, never nghĩa là không bao giờ. Không bao giờ. Đây nha, cô sẽ ghi ở bên này con này.
always là luôn luôn, luôn luôn. Đó, nó xảy ra nhiều hơn usually là thỉnh thoảng đúng không? Always là luôn luôn, usually là thỉnh thoảng. Cô nhìn nào, cô quên một chữ. Sometimes là đôi lúc thỉnh thoảng này là sometimes nha, cô bị nhầm tí. Cái này là thường xuyên này. Thường xuyên. Còn rarely là hiếm khi, còn never là không bao giờ. Đó. Không bao giờ. Rồi bây giờ cô đầu tiên là bạn Hương Ly nào. Hương Ly ơi, mở mic lên. Hương Ly ơi, yes. On your mic. Ok, bây giờ đọc từ này đầu tiên cho cô. Always. Always. Usually. Sometimes. Sometimes. Time. Đúng rồi, sometimes. Sometimes. Rarely. Never. Rồi bây giờ Hương Ly đọc lại một lần năm chữ này cho cô nào. Chữ đầu tiên là always. Always. Usually. Sometime. Rarely. Rarely. Never. Never. Đúng rồi. Hương Ly tập lát nữa cô sẽ gọi lại nha. Rồi Ngọc Huyền nào. Always. Usually. Sometimes. Rarely. Never. Good pronunciation. Rất là tốt rồi nha. Khánh Ngọc nào. Always. Usually. Sometimes. Really. Never. Rồi đọc tốt rồi nhưng mà có cái âm S ở cuối chữ con đọc còn nhầm âm. Con đọc là S là always. Nhưng mà âm này người ta đọc là z. Rồi, con hai cái hàm này con này nó cắn lại. Đẩy hơi ra nhưng mà rung ở cổ z. Khánh Ngọc làm cho cô nào. Z. Khánh Ngọc làm được không? Z. Ơi, mặt cô đâu rồi? Con không thấy mặt thì làm sao mà con làm đúng rồi. Always. Con rung ở cổ, con phải rung ở cổ nha. Cái âm này nếu như không rung ở cổ thì là âm S, nhưng mà nếu con rung ở cổ, con bỏ tay ở trên cái cổ này, con nghe rung nha. Con làm thế nào? Z. Con làm đi, con làm cho cô nghe nào. Con làm được. Con làm đi. Mạnh dạn lên nha. Không phải là con nói âm nó ra mà nó phải rung cổ nha. Khánh Ngọc ơi. Khánh Ngọc nghe con nói gì không? Cái gì nó. Khánh Ngọc ơi, nghe cô nói nha. Bây giờ con tắt mic và con sẽ tự tập nha. Để con đỡ ngại, cô sẽ cho con tắt cam để tập. Nhưng mà thế này nha. Con này, con biết cái âm S là con hàm con để hai cái hàm này nói thế này này. Sao con đẩy hơi ra? Là âm S, nhưng mà khi mà con bỏ tay ở trên cổ con đọc âm S thì nó không hề rung nha. Nhưng mà cái âm Z này, nó cái hơi đi qua cổ là con phải rung. Con bỏ tay ở trên cổ ấy là con sẽ thấy nó rung nha. Nha. Rồi bây giờ Khánh Ngọc tắt cam đi cho tất cả mình tập nhá.
lát nữa cô sẽ gọi lại nha. Rồi bây giờ có bạn nào cô chưa gọi nhỉ? Hương Linh Ngọc Huyền rồi. Hương Giang ơi. Con đây ạ. Rồi Hương Giang đọc cho cô những từ này nào. Always. Rồi, đúng rồi. Usually. Sometimes. Rarely. Never. Đúng rồi, nhưng mà Hương Giang ơi, cái âm nó khi mà chúng ta tập thì chúng ta làm nó mạnh như thế thôi, nó là nhưng mà nếu như, nhưng mà đó là tập thôi nha, khi mà con ghép vào chữ thì con đọc nhẹ nhàng thôi, là always, sometimes, nha, đọc nhẹ nhàng thôi nha. Hoàng Anh nào, Hoàng Anh ơi, mở mic lên con. Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh ơi, mở mic lên. Ok. Ok. Teacher, what? Hmm? Say, Hoàng Anh ơi, cô không nghe con nói gì cả. Con đọc lại cho cô nghe được không? Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh bị lag rồi à? Hoàng Anh ơi, con đổi mạng thử xem chứ bên con bị lag rồi. Vâng. Hoàng Anh thử đổi mạng xem nha, rồi lần nữa cô sẽ gọi lại nha. Tắt mic đi Hoàng Anh. Rồi, bây giờ các bạn thử đặt cho cô một câu là tôi luôn luôn học bài nào. Các bạn nào tất cả cũng đánh là tôi luôn luôn học bài. Nhắn vào phần box chat cho cô. Tôi luôn luôn học bài. Nhắn vào phần box chat cho cô. Everyone please type down your answer in the chat box for me. Tôi luôn luôn học bài. Nhắn vào phần chat box cho cô nào. Đúng rồi, I always do my homework, I always study. Hương Giang ơi, study đây là S-T-U-D-Y, chữ U nha. Study. Rồi các con nhắn vào đi, tôi luôn luôn học bài. Đúng rồi, vậy đúng rồi này, I always study. Đúng rồi, vậy tôi không bao giờ làm gì nhỉ? Tôi không bao giờ chơi game. Rồi các con đặt câu này cô nào.
Hoàng Anh ơi, tắt mic cho cô nha. Rồi các con bây giờ các con làm là tôi không bao giờ chơi game thì viết như thế nào? Viết như thế nào nhỉ? Thế này như là never. Hương Giang ơi, always nghĩa là luôn luôn đúng không? Mà tôi không bao giờ thì phải dùng chữ gì? Never, I never play game, đúng không? Rồi bây giờ các con đặt cho cô một câu là tôi thường xuyên đi biển nào. Tôi thường xuyên đi biển. Tôi thường xuyên đi biển. Tôi thường xuyên đi biển thì viết như thế nào nhỉ? Đúng rồi, I usually go to the beach. Ngọc Huyền và Khánh Ngọc làm đúng rồi này, phải là go to the beach. Còn go beach là sai rồi nha, nó thiếu nha. I usually go to the beach. Rồi, rất là tốt. Nha, bây giờ con nhìn này, đây là thí. Đây là những dấu hiệu của thí. Hiện tại, tiếp diễn. Rồi, bây giờ có một bản Khánh Ngọc nào. Khánh Ngọc ơi. Khánh Ngọc. Dạ. Con có thể đọc cho cô cái cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn không? Đề nào thế nào? Bản nào đó nhỉ? Tắt mic cho cô với con. Khánh Ngọc à? Con thưa cô. Vâng. Căn thơ cô cấu trúc của thì tiếp diễn là chủ ngữ này với to be cộng verb in. To be thì có is, am, is, am, are. Khi nào thì dùng is con? Khi chủ ngữ là số ít. Số ít này đúng rồi, rất là tốt. Rồi em thì thế nào? Em thì dành cho ai đúng không? Còn are thì là? Are thì dành cho số nhiều ạ. Số nhiều. Và dành you đúng không? Vâng. Số nhiều và you. Vậy thì hiện tại tiếp diễn được dùng để? Được dùng để? Dùng để? Miêu tả. Tả. Miêu tả hành động đang xảy ra. Các con cứ nhớ như vậy. Chị, để miêu tả cái việc đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc là nó đang xảy ra ở hiện tại. Thí dụ như là bây giờ chúng ta đang học đúng không? We are studying English, đúng không? Hoặc là we are playing, chúng tôi đang chơi game. Vậy thì dấu hiệu nhận biết khi mà con thấy những chữ này thì nó có khả năng rất là cao là dùng thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Vậy thì là now. Now nghĩa là gì con?
Now nghĩa là gì các con? Now nghĩa là bây giờ. Còn right now là gì? Right now là ngay bây giờ đúng không? Today nghĩa là gì? Ngày hôm nay đúng không? Hôm nay. Vậy at the moment là gì? Tại thời điểm hiện tại. Tức là nó nghĩa là bây giờ đấy. Bây giờ, at the moment. Ví dụ như là I am studying now. She is working now. Rồi. Bây giờ cả con nhắn cho cô vào một câu là tôi đang đến trường. Tôi đang đến trường bây giờ. Thì nhắn như nào nhỉ? Tôi đang đến trường bây giờ. Cả con nhắn vào box chat cho cô nào. Tôi đang đến trường bây giờ. Tôi đang đến trường bây giờ đúng không? Đúng rồi. Các con nhắn vào box chat cho cô nào. Tôi đang đến trường bây giờ. Tôi đang chơi game bây giờ. Nhắn vào đi. Các bạn nào ngoài Khánh Ngọc ra thì còn Hương Giang, Hương Ly, Ngọc Huyền, Hoàng Anh nào? Có con đang đánh máy. Ok, good. Ra có hoạt động của đoàn và tất cả thành viên trong lớp sẽ tiếp tục tự kỷ luật của mình nghiêm túc. Đúng rồi, I am playing games now. Bây giờ tại thời điểm này, dùng at the moment cho cô nha. Tôi đang nói chuyện. At the moment, dùng at the moment cho cô. Tôi đang nói chuyện thì viết như nào? Con đánh vào box chat cho cô nào. Đúng rồi, I am talking at the moment. Các bạn khác nhắn vào nào. Đó, thấy chưa? Các con đã thấy rồi đúng không? Các con nghe cô nói gì không? Yes. Okay.
Rồi bây giờ nha, bây giờ các con nhìn vào phần sách này, thấy chưa, chúng ta thấy những cái từ này, những cái từ chẳng, những cái từ always, usually, sometimes này thì nó đi trước động từ, đúng không? Nhưng mà nó đi sau động từ to be, nghe chưa? Những từ này nó đi trước động từ này, nhưng mà lại đi sau động từ to be là is, am, are này. Hey? Yeah, he is eating now. He usually has pasta. Thì cái chữ usually này nó đi trước động từ là has, còn cái now này đi sau động từ to be là is. Chưa? Yeah. Ok. Good. Rồi bây giờ này, cái này Ngọc Huyền nào, Ngọc Huyền nào. What is this? Ngọc Huyền. Em đây ạ. Đây là gì? What is this? Em chỉ nhìn thấy màn hình đánh chưa, không nhìn thấy sách cô ạ. Không nhìn thấy sách à? Bây giờ em nhìn thấy sách chưa? Em chưa ạ. Ok, để cô share lại. Rồi bây giờ em thấy sách chưa? Yes. Rồi đây là cái gì? What is this? Is this? This is? This is a bowl of? Bowl of soup. A bowl of soup. Soup không phải soup nhầm là soup. Đúng không? Cái này là a bowl of soup. Ok. Hương Ly nào, what is this? Hương Ly nào? Cô ơi, con có thấy cô chỉ chuột đâu? Không thấy à? What is this? Cô vẽ đây này, cô vẽ vào cái hình sau ở bowl of soup là gì? What is this? Là gì nào? Là gì? Các con đã thấy hình chưa? Of salad. Đúng rồi, a bowl of salad. Rồi Khánh Ngọc nào, what is this? What is this? Khánh Ngọc nào? What is this? Cái này là gì? What is it? The boy a pea? A bowl of I think this is a bowl of pasta. Cô nghĩ cái này là mì. Hay các em có thể suy nghĩ, các em nhìn thấy cái gì các em nói cái đó. Rồi bây giờ bạn bạn nào còn bạn nào? Hoàng Anh ơi, are you there? Hoàng Anh ơi. Bên con đã hết lạc chưa? Hoàng Anh ơi. Bên kia vẫn chưa hết lắc à? Hương Ly ơi. Hương Ly cô đã gọi chưa nhỉ? Hương Giang nào, Hương Giang. What is this? Is Hương Giang. This is? Bowl of rice. Đúng rồi, bowl of rice. Yeah. Vậy thì bây giờ dựa vào những cái bảng này. Dựa vào cái bảng này. Thì các con phải nói cho cô rằng là Karen, Amy, Kai, Sarah thường làm gì và đang làm gì. Thí dụ như bây giờ Karen thì thỉnh thoảng ăn a bowl of pasta và bây giờ đang ăn a bowl of soup, đúng không? Như vậy, tương tự như vậy. Thí dụ này, she usually has a bowl of salad. She's having a bowl of soup. Now, các con hiểu chưa? Đó là cách làm bài này. Do you understand? Do you understand? Yes. Rồi bây giờ bạn, đầu tiên là bạn Khánh Ngọc nào. Khánh Ngọc làm Sarah cho cô nào. Yes.
she usually has a bowl of salad. She has been always. She always has a bowl of salad. Và today thì cô ấy như nào? She today she is having a bowl of pasta. Đúng rồi, rất là tốt. Rồi, Hương Ly nào, Hương Ly làm khai cho cô nào. Chị không cần phải đăng ký. Khai. Khai. Khai như thế nào? Has a bowl of rice. Of soup. Today. Đúng rồi, today. Today này là dấu hiệu của thì. Hiện tại tiếp diễn đúng không? Vậy thì cái này phải là chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với động từ thêm ing. Vậy là hai thì đi với is hay là am hay là are con? Con ơi, Hương Ly ơi. Cô có không biết? Không biết à? Vậy bạn nào giúp Hương Ly cho cô nào? Ngọc Huyền nào? Ngọc Huyền giúp Hương Ly cho cô nào? Dạ. Khai thì đi với to be là is hay là am hay là are? Khai à cô? Đúng rồi, khai này này, bạn khai này này. Em thưa thầy, à em thưa cô, khai đi với động từ to be là is ạ. À? Đúng rồi, là is, bởi vì đây là một người đúng không, là số ít đúng không, là is. Rồi sau is thì là động từ to be, động từ verb thêm ing đúng không, động từ thêm ing. Vậy là Kai is như nào nào? Is Kai is today is soup, eat bowl of soup. Kai is having a bowl of soup today. Rồi cô nghĩ là chúng ta nên quay lại phần ở trên này nha. Chúng ta nên quay lại phần ở trên này nha. Đó, con nhìn này, những cái động từ, những cái tạo từ là always, luôn luôn, usually, thường xuyên, sometimes, thỉnh thoảng, rarely, hiếm khi, never, không bao giờ, thì nó đứng trước động từ như là always go to the beach, usually go to school, sometimes talk, đúng không? Còn những cái chữ như là right now, at the moment, today và now là bây giờ, ngay bây giờ, hôm nay và tại thời điểm bây giờ, thì nó đi sau động từ to be nha. Nên là mới có là he is eating pizza right now, đúng không? Nó ở cuối câu, nó không giống như những cái từ ở bên kia, nó đứng trước động từ mà nó ở cuối câu. Như là I'm going to school today, đúng không? Today nó ở sau động từ to be là I'm, đúng không? Đây này, các con nhìn những câu mà các con làm này. I am talking at the moment. At the moment này, nó ở cuối câu, nó sau động từ to be là am talking này. Thấy chưa? Đây. Now, I'm going to school now. Thì now ở sau I'm going to school. Đó. Nhưng mà nếu như usually went to the beach, thì usually này lại ở trước went. Đây. I never play game. Never ở đứng trước động từ là play. Các con hiểu chưa? Vì vậy ở đây,
Ở đây này, các con nhìn mẫu câu này. Cô ấy thường xuyên có một tô salad đúng không? She usually has a bowl of salad. Và she is having. Cô ấy đang ăn cái gì? Đây, những chữ ở trong bảng này thì nói cho con các con biết rằng là khi nào thì họ đã làm gì. Nhưng giống như là Sarah này, Sarah thì always. Sarah always. Rồi mới đến động từ là has a bowl of salad. Và she is having. Và cô ấy, she's having a bowl of pasta today. Thấy chưa? Còn Kai này, Kai is having a bowl of soup. Today, thấy chưa? Today này nó phải ở sau động từ to be. Nhưng mà sometimes là thỉnh thoảng thì Kai sometimes has. Ngon, sometimes này nó ở trước động từ. Kai sometimes has a bowl of rice. Yeah. Các con hiểu chưa? Do you understand? Các con đã hiểu chưa? Mở mic lên nói cho cô nào hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì cô sẽ giảng làm lần nữa. Các con đã hiểu chưa? Yes. Ok, rồi bây giờ cô hỏi nha. Hương Linh à? Hương Linh nói thì xem nào. Hương Linh nói là... Con hiểu câu bảng này cho con đi. Con chưa hiểu à? Đây nha. Các con nhìn này. What is it? Các con nhìn nha. Con này, cái nó bị sao? Đây, những cái từ mà always, usually, sometimes và never này thì nó thế nào nè? Thì nó đi trước động từ. Đúng không? Đi trước động từ. Thí dụ như là bây giờ con I never talk. Tôi không bao giờ nói này. I usually play games. I always study. Đó. Thì các con thấy là never này. Chữ never này này. Chữ usually này này. Các con thấy màn hình của cô rồi đúng không? Chữ always này này thì những chữ này nó đứng trước động từ. Động từ là talk, nói chuyện này, play, chơi này, study, học này, đúng không? Thì những cái chữ never này, always, usually, sometimes, rarely này nó đi trước động từ, thấy chưa? Những từ này nó đi trước động từ này, đúng không? Nhưng mà những cái chữ như là now này, right now, today, at the moment. Những cái từ là bây giờ, ngay bây giờ, hôm nay, tại thời điểm bây giờ. Thì nó lại đi sau động từ to be. Động từ to be ở đây là is, am, are. Thấy chưa? Cô ơi, con không nhìn thấy màn hình, nó cứ bị đờ cô ạ. Bây giờ con thấy màn hình chưa? Thấy cái mỗi chữ vừa lúc lấy thôi, còn bây giờ con không thấy các cái chữ cô mới đánh. Thế à, cô để cô stop sharing thì sao thế nhỉ? Mạng của cô rất là ổn mà. Windows. Rồi, các con thấy màn hình chưa? Các con đã thấy màn hình chưa? Yes, rồi ạ. Màn hình. Yes. Yes. Rồi chưa nha? Thấy rồi nha. Đây, now, right now, today và at the moment thì nó đi sau động từ to be là is, am, are. Đây. Now này, thấy now chưa? Now nó đi sau am này. Now này, cái này cô sẽ đổi thành at the moment nha. At the moment này thì nó đi sau chữ is, thấy chưa? Vì vậy ở đây cái phần này là đây, Sarah
Sarah always has a bowl of salad. Sarah is having bowl of rice now. Đó thì các con, cái chữ always này, nó đây các con này, cái chữ always đi trước động từ has, đúng không? Còn now đi sau, đi sau is having. Hiểu chưa? Các con đã hiểu chưa? Luôn luôn nha, các con luôn phải dùng những chữ now, right now, today, at the moment này sau động từ to be. Và những chữ như là always, usually, sometimes, rarely, never đứng trước động từ. Các con đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Hương Ly? Thôi, con nhận các cái từ đi trước. À, động từ to be, nhắn nó bóp chat cho con với con ghi lại trong vở. Cả con đừng lo nha, sau khi buổi này thì cô sẽ chụp lại màn hình này, cô gửi cho thầy Giang để các con ghi vào vở được không? Yeah, teacher. Okay, that's fine. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ Ngọc Huyền nào, Ngọc Huyền đặt cho cô một câu nào. She usually has a blank game. A blank game. Now. Con nói gì vậy? À, cô không hiểu ý. Rồi bây giờ các con nhìn bạn Karen này. Nhìn bạn Karen này nha. Nhìn bạn Karen này này. Bạn Karen thì now. Now của bạn này là... Để cô làm lại hết cho dễ nhìn nào. Karen này này, thì now thì đang có một cái bowl of soup và sometimes thì có một cái bowl of pasta, đúng không? Có một cái tô mì, đúng không? Vậy thì bây giờ các con hãy nhắn vào phần box chat cho cô rằng là câu rằng là Karen đang ăn, đang having ý, một cái tô súp bây giờ, và xe Karen thỉnh thoảng có một tô mì. Các con nhắn một box chat cho cô nào. Giống như mẫu câu Sarah này này. Giống như mẫu câu Sarah này của cô này. Thì bây giờ chúng ta dùng bạn Karen này. Thì bây giờ Karen như nào? Karen. Đó, bây giờ các con đánh vào box chat cho cô dựa theo cái bảng này. Cái bảng là Karen now thì đang có cái gì, mà sometimes thì có cái gì. Theo cái mẫu câu này này. Các con đánh vào phần box chat cho cô nha. Cô cho con xem lại mẫu câu, con chưa rõ. Mẫu câu đây này, đợi con một tí. Đây, mẫu câu này. Chủ ngữ nha, chủ ngữ này. Ở hiện tại đơn này, thì chủ ngữ này cộng với trạng từ tần suất là always, usually, never, sometimes, rarely, đúng không? Cộng với has, cộng với đồ ăn, đúng không? Đây là trong bài tập này nha, chứ không phải luôn luôn như vậy đâu. Hiện tại tiếp diễn này là chủ ngữ này thì cộng với to be,
cộng với having, có cộng với đồ ăn gì? Đồ ăn này, rồi cộng với now hoặc là right now hoặc là today hoặc là at the moment. Đúng không? Thấy chưa? Các con thấy chưa? Các con nhắn vào phần box chat cho cô chưa? Đây này, Karen sometimes has a bowl of soup. Khánh Ngọc ơi, đây là một tô hay là nhiều tô? Nếu như là một thì có chữ ơ ở trước bowl, còn nếu như mà nhiều là bowl thêm s nha. She's having bowl of pasta now. Rất là tốt, Khánh Ngọc làm rất là tốt rồi nha. Các bạn làm giống bạn thế này. Được chưa? Thì con thấy là sometimes thì nó sẽ đi trước has và now thì nó sẽ đi sau is having. Thủ con mới đúng. Bạn Khánh Ngọc không có chữ ơ ở những cái câu ở chữ hai chữ ơ. Thì bạn chỉ thiếu một tí thôi. Cô ơi, cô con không thấy con không thấy câu trả lời của các bạn mà con lúc con nhắn lên thì nó lại báo đỏ cái gì thế à? Tớ cũng thấy một lần rồi nhưng mà gần hết tiếp thì nó lại xuống, nó lại hiện lên. Được, ao ra. Con ao ra con bảo lại cũng thế. Ngọc Huyền làm đúng rồi này. Hương Ly ơi, trước verb in thì phải có to be đúng không? Trước verb in thì phải có to be là Karen is having. Karen thì là nữ đúng không? Nhưng mà Hương Ly làm đúng rồi nha. Các bạn làm rất là tốt rồi. Ngọc Huyền làm đúng này. Ngọc Huyền làm hoàn hảo rồi này. Perfect. Rồi. Rồi cô rất là cảm ơn vì hôm nay các con học rất là chăm chỉ. Thì đây. Bây giờ cô sẽ gửi phần bài tập về nhà vào phần box chat cho các con. Các con nhìn đi. Một tí đấy cô. Cô làm lại đi. Cô sao nó không có màu ấy? Nó không có màu con ạ. Đây là workbook, đây là sách bài tập chứ nó không phải là trong sách giáo khoa nên nó không có màu. Vâng. Con thấy chưa? Vậy thì phần bài tập về nhà là các con phải làm cái gì, có nhìn nào. Đây là trang 9 unit 1. Trang unit 1. Trang 9 unit 1 của sách workbook, sách bài tập. Cô sẽ nhắn thầy Giang gửi sách bài tập cho các con, ok?
Và bây giờ cô sẽ chụp màn hình tất cả những cái bài mới và gửi cho thầy Giang để về các con ghi lại vào vở nha. Và về nhà nhớ làm phần bài tập đầy đủ nha. Ok, so goodbye everyone. Class dismissed. Goodbye. Goodbye, teacher. Hope you have a nice weekend. Goodbye, teacher. Thank you. Giang ơi, Giang.